Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Ngày 12 tháng 1 vừa qua, tròn 30 năm sau ngày xảy ra vụ giết người rùng rợn tại một ổ cờ bạc bất hợp pháp ở khu phố Tàu thuộc thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã ra thông báo sẽ thưởng số tiền 30.000 USD, tương đương 691 triệu đồng cho ai có thông tin về một nghi phạm người Việt tham gia vào vụ án này. Nghi phạm này được xác định là Hưng Tiến Phạm, hiện 60 tuổi, và hai người khác bị buộc tội bắn 6 người đàn ông ở cự ly gần khi họ cùng chơi bài tại một sòng bài trên phố Tyler vào rạng sáng ngày 12 tháng 1 năm 1991. Trong số 6 nạn nhân, chỉ có một nạn nhân sống sót sau vụ tấn công, và sau đó cảnh sát xác định được Hưng Tiến Phạm cùng với Nam Thế Thẩm và Sini Văn Trần là những kẻ xả súng. Nam Thế Thẩm và Sini Văn Trần hiện vẫn đang thụ án tù chung thân sau khi bị bắt ở Trung Quốc và bị dẫn độ về Mỹ. Nhưng cho đến nay, sau 30 năm trôi qua, cảnh sát vẫn chưa thể bắt được Hưng Tiến Phạm. Ông Joseph Bonavolta, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở Boston, kêu gọi những ai biết bất cứ điều gì về nơi ở của Hưng Tiến Phạm thì hãy báo ngay cho cảnh sát. Ông cũng nói rằng tiền thưởng không dành cho người có quá ít thông tin hoặc không liên quan đến cuộc săn lùng kẻ giết người máu lạnh. Theo cáo buộc, kẻ giết người máu lạnh này đã chạy trốn trong 30 năm và chúng tôi hy vọng phần thưởng này sẽ khuyến khích những ai có thông tin về nơi ở của Hưng Tiến Phạm hãy thông báo cho cảnh sát. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Hưng Tiến Phạm bị bắt và phải chịu án phạt đúng với pháp luật, ông Bonavolta nói. Theo thông tin cảnh sát cung cấp, Hưng Tiến Phạm là một người Việt gốc Hoa. Hắn được nhìn thấy lần cuối ở thành phố Bangkok, Thái Lan vào giữa những năm 1990. FBI nói rằng hắn ta được biết đến là một người chịu chơi, thích những chiếc xe hơi hào nhoáng và rượu cognac. FBI đã công bố các bức ảnh hiện trường vụ án, bao gồm hình ảnh một người chơi bài nằm trên một chiếc bàn gỗ bị dính máu và một bức ảnh dự đoán diện mạo sau 30 năm của Hưng Tiến Phạm, và đang phát động một cuộc truy nã quốc tế để sớm bắt được nghi phạm này. Cho đến nay, động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi không chắc đó có phải là một vụ cướp hay chỉ là một cuộc thanh trừng giữa các phe phái, nhưng họ giết người có kế hoạch và 5 trong số 6 người ở đó đã chết. Anh Daniel Duff, một trung úy thám tử của Sở Cảnh sát Boston, người đang điều tra vụ án cho biết. Hưng Tiến Phạm cũng bị cảnh sát Boston truy nã vì một vụ giết người khác xảy ra 4 ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát ở sòng bài, ông Bonavolta cho biết thêm. Người ta cho rằng sau khi giết người, Hưng Tiến Phạm đã bỏ lại vợ con và lái xe đến thành phố Atlantic để đánh bạc, sau đó đến New York, nơi hắn ta đáp chuyến bay đến Hồng Kông vào ngày 1 tháng 2 năm 1991. 2 tuần sau, một lệnh truy nã liên bang được ban hành đối với Hưng Tiến Phạm, buộc tội hắn ta bay trái pháp luật để tránh bị truy tố tội danh giết người. Đối với chúng tôi, những người đã ở khu vực Boston 30 năm trước, vụ thảm sát là một ký ức ám ảnh không thể nào quên, luật sư Hart Suffolk, Roger Rollins nói. 5 gia đình đã mất đi những người thân yêu của họ vào đêm đó. Cuộc sống của một nạn nhân còn sống đã bị thay đổi vĩnh viễn và cả một khu phố đã bị tổn thương. Các quan chức thực thi pháp luật đã mất hàng thập kỷ để truy tìm các đồng phạm của Hưng Tiến Phạm cho đến khi họ bị bắt ở Trung Quốc vào năm 1998. Sau các cuộc đàm phán, họ đã bị dẫn độ trở lại Mỹ vào năm 2001. Năm 2005, cả Nam Thế Thẩm và Sini Văn Trần đều bị kết tội giết người và lãnh 5 bản án tù chung thân liên tiếp. Nhưng Hưng Tiến Phạm, người được biết đến như một cộng sự chính của tổ chức tội phạm có tổ chức ở khu vực châu Á, cụ thể là tổ chức tội phạm Pinon, hoạt động ở Boston, Philadelphia, Chicago và Toronto, Canada, vẫn chưa phải vào tù. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, hắn ta có giấy đăng ký thường trú tại Mỹ. Hắn ta có mái tóc đen, mắt nâu, nặng khoảng 52-61kg và cao khoảng 1,6m. Nếu còn sống, Hưng Tiến Phạm năm nay 60 tuổi. Hắn thông thạo tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh.
Trong những năm qua, hắn đã sử dụng ít nhất 10 bí danh khác nhau và làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm đầu bếp, thợ sửa xe đạp và thợ lau sàn. Luật sư Rachel Rowling nói, phải mất nhiều năm để tìm ra đồng phạm của Hưng Tiến Phạm và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi hắn bị đưa ra xét xử và phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Không có giới hạn thời gian về tội giết người, chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy hắn. Trong những ngày đông lạnh giá, chỉ cần nhìn thấy nước là nhiều người đã có cảm giác rùng mình, không muốn chạm tay vào. Vậy mà ở nơi lạnh nhất thế giới, người dân vẫn vô tư ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt tim gan như hình ảnh của ông như thế này. Bạn có biết vùng đất ấy nằm ở đâu trên quả địa cầu hay không? Nếu muốn trải nghiệm cái lạnh giá tới âm 50 độ C sẽ như thế nào, bạn hãy tìm đến thành phố Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Yakutia, Liên bang Nga, nơi được xem là lạnh nhất trên trái đất này. Vì thời tiết lạnh giá, băng tuyết phủ trắng xóa vào mùa đông nên cuộc sống của người dân nơi đây cũng khác biệt hẳn. Mọi hệ thống công trình xây dựng, phương tiện công cộng hoặc công trình dân sinh đều được thiết kế để đảm bảo vững chắc, an toàn phù hợp với tiết trời giá lạnh đến mức đóng băng. Chẳng hạn, toàn bộ công trình tại Yakutsk đều được xây trên hệ thống cọc bê tông để ngăn hơi ấm tỏa ra làm lan tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Phần lớn tòa nhà được sơn màu sáng để giúp định hướng dễ dàng hơn trong sương mù. Nơi đây còn có hệ thống sưởi bằng hơi nên bên trong những ngôi nhà luôn ấm áp ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C. Đường ống hơi nước được dẫn từ nhà máy cung cấp tới mọi gia đình. Người dân địa phương mỗi khi bước ra đường đều phải che kín mặt, nếu không băng sẽ đóng trên mặt họ chỉ sau khoảng 10 phút. Vậy mà bất kể thời tiết lạnh giá như thế nào, nhiều người dân vẫn tận hưởng thời gian ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá như cắt da cắt thịt, và thậm chí họ còn khẳng định đây là điều cần thiết để có sức khỏe tốt. Nhiều người cũng chơi trò hất nước nóng lên không trung để được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục khi nước đóng băng ngay lập tức. Trẻ em ở độ tuổi tiểu học ở thủ phủ Yakutsk được yêu cầu ở nhà vì nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 45 độ C, học sinh trung học vẫn phải đi học bình thường. Và dù trời có lạnh giá đến mấy, tuyết có rơi nhiều đến mức nào đi chăng nữa, băng tuyết có phủ dày đến đâu thì người dân vẫn họp chợ bình thường. Mặt hàng chủ yếu là cá do đánh bắt được ở biển.